Chào các bé, hôm nay chị sẽ hướng dẫn các bé vẽ một người bạn rất dễ thương và vui nhộn. Đó chính là bạn Cow trong bộ phim hoạt hình Cow and Chicken. Chúng mình bắt tay vào vẽ thôi nào. Đầu tiên, chị vẽ một hình chữ nhật lớn. Bên trong hình chữ nhật, chị vẽ hai đường thẳng đứng và ba đường thẳng ngang để định hình cho bạn Cow. Bên phải hình chữ nhật, chị vẽ một đường cong cho phần mặt của bạn ấy. Bên trái hình, chị vẽ những đường cong như hình cho phần thân và hai chiếc chân nhỏ xíu của bạn ấy. Giờ thì chị sẽ vẽ túi sữa của bạn Khao như hình nhé. Sau khi vẽ xong phần bụng, chúng mình sẽ vẽ thêm tai và sừng cho bạn ấy. Các bé đừng quên thêm những chi tiết cho phần đầu như mắt, mũi, miệng nữa nha. Sau đó, chúng mình vẽ hai cái tay nhỏ xíu và những nét hoa văn trên lưng. Vậy là chị và các bé đã hoàn thành xong phần tạo hình cho bạn Khao rồi. Bây giờ, các bé sẽ dùng gôm bôi những nét thừa đi nha. Sau đó, chúng ta sẽ dùng bút chì đô lại những nét chính nào. Màu thôi các bé ơi, chị dùng màu vàng nhạt tô cho thân của bạn Khao. Thêm một chút màu nâu cho cặp sừng nho nhỏ trên đầu. Màu hồng nhạt thì chị dùng để tô cho miệng và bụng. Tiếp đến, màu nâu chúng mình tô cho những đốm lưng nhé. Bây giờ, chị sẽ dùng màu hồng đậm hơn để tô cho lỗ mũi. Các bé sẽ dùng màu đen để viền cho toàn thân của bạn Khao nha. Với những chiếc móng nhỏ xinh thì các bé sẽ tô màu xám nhé. Mau mau đem khoe với bạn bè thôi. Bye bye và hẹn gặp lại. Bye bye. Chào các bé, hôm nay chị sẽ hướng dẫn các bé vẽ bạn Gidget, một cô chó điệu đà nhí nhảnh trong bộ phim hoạt hình Đẳng Cấp Thú Cưng. Các bé cùng chị lấy giấy bút và bắt tay vào vẽ thôi nào. Để định hình cho bạn Gidget, chị vẽ một hình chữ nhật đứng. Bên trong hình chữ nhật, chị vẽ hai đường thẳng đứng và hai đường thẳng nằm ngang.